Làm sao đây? Mình chỉ đủ tiền trả tiền nhà quý sau thôi, đừng nói tới bồi thường. Hay đóng cửa tiệm nha. Dù sao nhường cũng không được mấy đồng, mình cũng không duy trì nổi nữa. Không được, Châu Thanh Thanh, cửa tiệm là ước mơ của cậu, là cuộc sống mà cậu muốn, cậu không được từ bỏ. Mình không nên có ước mơ này. Cậu đang bị sao vậy? Bị chút đã kích thôi có đáng phải vậy không? Chút tiền thôi mà. Mình nói nè, trên đời này vấn đề giải quyết được bằng tiền thì không phải là vấn đề. Chúng ta là người mạnh mẽ, hồi trước nói rồi, gặp chuyện gì cũng không được dễ dàng từ bỏ. Nhưng không từ bỏ thì mình làm gì được nữa? Sẽ có cách thôi, vẫn còn mình đây mà. Như vậy đi, bà xong chuyện bồi thường trước đã, rồi nghĩ cách xoay vòng vốn sao? Đề đề, để cậu phải lo nhiều rồi. Biết sao được, cậu là tình yêu của mình mà. Thanh Thanh, đây là cuộc sống mà cậu muốn. Cậu đã sống theo ý người khác 30 năm rồi, vừa mới hạ quyết tâm thay đổi bản thân, sao giờ nói bỏ là bỏ được? Thời gian này mình cảm thấy tuy việc ở cửa tiệm hơi vất vả, hơi gian khổ, nhưng dù gặp phải chuyện gì, cậu quay về tiệm, nhìn những chú chó mèo đó thì cậu sẽ thấy vui. Nhìn thấy nó mình cũng rất vui. Nên mình nghĩ cậu không được dễ dàng từ bỏ. Đúng, cậu nói đúng, mình không được từ bỏ. Đó là ước mơ của mình, khó khăn lắm mình mới được làm việc mình thích thì sao bỏ được? Tuyệt đối không thể. Đúng, chắc chắn sẽ có cách. Giai cấp vô sản cũng khổ quá. Chắc giờ trong thẻ còn 20.000 tệ, hay cậu lấy dùng tạm đi. Được rồi, cậu không cần lo đâu. Không thể như vậy hoài được. Hay mình thế chấp căn nhà này. Cậu đừng có nghĩ lung tung, bình tĩnh đi. Chuyện này không làm bậy được đâu. Bây giờ nghĩ cách trước đã. Mình về nha. Đi cẩn thận nha, tự chăm sóc mình cho tốt đó. Alo, Du Bân hả? Tôi nói cho anh biết, Thanh Thanh định thế chấp nhà đó. Được rồi, được rồi, ngày mai gặp tôi nói. Được, tạm biệt. Trung Đề, anh tới đây làm gì? Em không sao chứ? Sao sắc mặt tệ vậy? Không sao. Em với chồng sắp cưới có chuyện gì sao? Anh hỏi cái đó làm gì? Lâu rồi không thấy xe anh ta nên anh tới xem thử. Đừng nói anh suốt ngày ở đây theo dõi tôi nha. Phải, đúng là ngày nào anh cũng tới. Nhưng em đừng hiểu lầm, anh không muốn quấy rầy em. Tại không thấy xe anh ta nên anh lo cho em. Trung Đề, có chuyện gì vậy? Chia tay rồi. Cái gì? Em nói anh đính hôn rồi mà. Chia tay có gì đâu mà ngạc nhiên vậy? Tôi bình thường, không cần anh lo. Em nói muốn cưới người khác nên làm lơ anh. Anh tôn trọng lựa chọn của em, chỉ cần em vui và hạnh phúc là được. Nhưng em chia tay anh ta nhanh như vậy, em muốn anh nghĩ sao đây? Mình nghiêm túc nói chuyện hai đứa đi, đừng trốn tránh nữa Trung Đề. Chúng ta cùng đối mặt đi. Giờ tôi không muốn nói. Một thời gian nữa đi. Đợt này tôi có việc rất quan trọng cần làm. Đợi làm xong tôi sẽ nói chuyện với anh, được không? Có cần anh giúp gì không? Không cần. Lúc nào cần anh thì cứ gọi cho anh.
Đừng trốn tránh nữa, được không? Anh đâu phải người lạ. Anh đang ở đâu vậy? Hả? Tôi ở đại lý bán vé máy bay đó. Đại lý vé máy bay hả? Ở đây nè. Ê trời ơi, thiệt đúng là cưỡi lừa đi tìm lừa mà. Nè Trung Đề à, đây là 500.000 nè. Dạ. Anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Không, để tôi nhìn anh đã. Anh không có bán mất bộ phận nội tạng nào chứ? Tôi bán nhà rồi. Nè, đàn ông ở đâu cũng được hết. Mình tôi ăn thôi cũng chẳng lo ai bị đói mà. Tôi ở đâu cũng được mà. Được, tôi thay mặt Thanh Thanh cảm ơn anh. Nhưng mà tôi không biết cô ấy có chịu nhận tiền hay không nữa. Khoản tiền này cô không thể đưa cho cô ấy được. Như vậy đi, cô tìm giúp tôi chỗ ở của người đó, tôi tới nói chuyện coi sao. Sau khi giải quyết xong rồi, cô sẽ nói với Thanh Thanh là đã nhờ bạn cô xử lý việc này rồi, được không? Hả? Nếu như cô ấy hỏi tiền ở đâu ra thì cô nói là tiền của cô đi, nhất định không được nhắc tới tôi đó. Hả? Tại sao chứ? Chẳng phải anh đã hy sinh những gì anh đang có hay sao? Anh không cần báo đáp hả? Tôi không quan trọng đâu, là đàn ông tính sao cũng được mà. Cô ấy là phụ nữ mà, sao có thể để cô ấy phải chịu áp lực được chứ? Nhận món nợ lớn như vậy, tôi muốn cô ấy được thoải mái, vui vẻ mà sống tiếp thôi. Cô giữ bí mật giùm tôi được không? Anh nhất định muốn như vậy sao? Bắt buộc phải như vậy. Nếu cô ấy nhận tiền lại mang nợ với tôi, cũng không thể nhẹ nhàng bước sang cuộc đời mới được. Tôi muốn cô ấy thoải mái, hãy quên hết mọi thứ và quên luôn tôi đi, bắt đầu làm lại từ đầu, không vương vấn gì quá khứ hết. Cô giữ bí mật giùm tôi nghe. Được, cảm ơn anh. Việc này Du Bân, thật ra anh là một người tốt. Quyết định vậy nghe. Chuyện này dù có chết cũng không được nói đâu hả? À phải rồi, cô có biết nhà người đó ở đâu không vậy? Anh ta có đăng ký ở cửa hàng Thanh Thanh, tôi đã ghi lại rồi. Ồ, đi thôi. Đi. Nè, Tam Nhi, xe mang đi đâu rồi? Cậu mang xe đi cầm đồ đó chứ? Ông chủ. Thôi có khách rồi. Cậu đợi tôi, lát nữa nói tiếp. Chào hai vị, tới sửa xe hả? Hôm nay tới không đúng lúc rồi. Muốn sửa xe anh chị phải đợi, vị thợ đi ra ngoài hết rồi không có ở đây. Chúng tôi không tới để sửa xe đâu. Chúng tôi là bạn của Thanh Thanh, muốn tới nói chuyện với anh về con chó thôi. Chuyện con chó tôi đã nói rõ rồi. Đền tôi 500 ngàn là xong việc. Được chưa? Đúng rồi. Hai người sao biết chỗ của tôi ở đây? Theo dõi tôi đó hả? Tôi nói cho hai người biết, đây là xã hội pháp trị đó, đừng có âm mưu đen tối. Anh bạn à, chúng tôi tới gặp anh đó là mang theo thành ý. Anh cũng thấy bên ngoài mưa lớn quá trời. Tiền á, tôi đã mang tới đủ rồi. 500 ngàn không thiếu một xu đâu. Tôi nói thiệt lòng, anh là người yêu chó, chúng tôi cũng là người yêu chó thôi. Sự việc đột ngột xảy ra như vậy, chúng tôi cũng thấy rất là buồn. Còn chủ cửa hàng, cô ấy cũng vậy thôi. Cô ấy 3 ngày 3 đêm không ăn không ngủ được. Tâm trạng cô ấy không vui vẻ hơn anh chút nào đâu. Cô ấy còn là phụ nữ, đã phải chịu áp lực quá lớn, anh lại đưa người tới phá cửa hàng của người ta. Cổ càng buồn thêm. Hôm nay tôi mang tiền tới rồi, nhưng có một điểm anh phải hứa với tôi. Sau khi anh nhận tiền xong thì không đi tìm cô ấy nữa. Mọi chuyện cho chấm dứt ở đây đi, được không? Đại ca, anh có biết anh ấy làm gì hay không? Anh ấy làm thuê cho một quán cà phê. Một tháng kiếm bao nhiêu tiền chắc chắn anh cũng biết mà. Số 500 ngàn trong chiếc thẻ này chính là tiền bán nhà của anh ấy đó. Anh tha cho chúng tôi đi được không hả? Anh bạn, nghe anh nói như vậy tôi biết anh là người tốt. Tôi sẽ nhận tiền của anh, nhưng mà tôi không cầm hết đâu. Tôi đã đập cửa hàng của bạn anh. Vậy đi, anh cầm một ít tiền giúp cổ sửa sang lại cửa hàng đi. Được rồi người anh em, nếu như đã hứa vậy rồi thì phải giữ lời đó nghe.
Đại ca, anh yên tâm đi, chắc chắn là tôi giữ lời mà. Tôi sẽ không đi tìm cô ấy nữa, được chưa? Những lời chị nói với cậu lúc nãy cậu nghe rõ chưa? Hả? Cậu đã tỉnh lại chưa vậy? Cậu đừng có làm những việc xấu xa đó nữa mà. Cậu làm ơn đi, đừng để cho người ta tiếp tục coi thường mình. Chúng ta đã thống nhất rồi mà. Chị cứ việc đi đường quốc lộ của chị, còn em tiếp tục đi đường độc đạo của em. Chị cứ lo nhiều chuyện như vậy, có thấy mệt không hả? Chị nói cậu nghe. Chị đừng nói gì nữa, có được không? Chị cứ lo chăm sóc người đàn ông của mình, sống cho vui vẻ đi. À đúng rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị đã chuẩn bị rượu và đồ ăn. Em xin mời anh chị một ly, chúc anh chị hạnh phúc. Ê, nè nè, Thiết Quân. Ê, đừng giận nữa, đừng giận nữa mà. Chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Cậu ấy còn trẻ, còn chưa đủ chín chắn, cứ nghĩ là sẽ được sống nhờ vào nữ triệu phú kia. Nhưng mà không ngờ giấc mơ lại tan vỡ, nên mới không cam tâm. Đợi cậu ấy ngu giận rồi mới nói tiếp, không sao đâu em mà. À, anh Du Bân tới rồi. Mời vô, mời vô. Có nhà không? Có nhà. Cô ấy đang ngủ ở trên lầu đó. Có cần tôi gọi cô ấy dậy không? Được. Vậy được, vậy mời hai người vào nhà chơi nha. Tôi cần phải đi ra ngoài mua đồ một chút. Được. Dạ, mời vào. Đây là nhà của chị Dương đó sao? Nói nhỏ nhỏ thôi, người ta đang nghỉ ngơi mà. Nói đơn giản chuyện này là chị ấy bị một tên khốn lừa tình cảm, giờ hắn lại còn tới tận nhà gây chuyện. Em nói có đúng hay không? Phải rồi. Thiệt là quá đáng. Anh yên tâm, có em ở đây. Nếu để em gặp được sẽ không tha cho hắn đâu. Tôi nói cô nghe nè, tôi nhờ cô tới không phải đánh lộn đâu. Nhờ cô chăm sóc tốt cho cô ấy nghe. Đàn ông như tôi bất tiện dữ lắm. Yên tâm, em ở đây chăm chị ấy, còn có thể nấu ăn nữa mà. Được rồi, tôi nói cô nghe nè, sau khi bớt bận việc á, tôi sẽ đi bán thuốc giúp cô. Bảo đảm không ảnh hưởng gì tới doanh thu đâu. Trời ơi, em là người tính toán như vậy hay sao? Du Bân. Chào chị. Anh tới rồi hả? Đây là em gái tôi Yến Tử. Tôi nhờ cô ấy tới chăm sóc chị vài bữa đó. Du Bân, anh không phải lo đâu. Tôi đã thoát chết một lần rồi, sẽ không nghĩ quẩn nữa đâu. Chị Dương Lan, cứ để em ở đây với chị đi. Rảnh rỗi thì em sẽ nói chuyện với chị. Nếu chị không muốn nói chuyện thì em sẽ ngồi một bên. Tới giờ em nấu cơm cho chị ăn. Chị là ân nhân của anh, em cũng là ân nhân của em. Có chuyện gì thì cứ nói với em, đừng có khách sáo nha. Cô bé này dễ thương thiệt đó, ai thấy cũng thích hết. Nè, mở cửa. Sao lại tới nữa? Cứ để tôi đi. Lan Lan, em vẫn còn giận hả? Đừng giận nữa. Tôi không muốn gặp anh. Anh chỉ... Không đâu, anh gây chuyện với em là vì anh yêu em thôi mà. Vì yêu em nên mới sốt ruột như vậy thôi. Yêu? Anh xứng nói yêu sao? Thiệt là, coi em kìa. Thẩm Thiết Quân nè, dưa chín ép sẽ không ngọt đâu. Dương Lan không muốn quay lại với cậu nữa, cậu đừng ép buộc chị ấy nữa có được không? Ôi trời, anh dám đứng đây nói ra mấy lời này nữa sao? Nghe tức cười thiệt. Anh muốn cái gì đây hả? Dương Lan, anh nói cho em biết, chia tay cũng được, nhưng em nghĩ là Thẩm Thiết Quân này sẽ dễ dàng buông tay như vậy hay sao? Cậu muốn giở cái trò gì đây hả? Cậu coi lại dáng vẻ bất cần đời, dáng vẻ lưu manh của cậu đi. Tôi nói cậu nghe Thẩm Thiết Quân, đừng coi tôi là anh rể của cậu nữa, nghe chưa? Hả? Chúng ta là hai người đàn ông, tôi muốn nói với cậu vài câu. Đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, ẹo tới ẹo lui, ngay ngắn coi.
Cậu có tư cách gì tìm người ta hả? Lừa ăn uống, lừa chỗ ở, lừa tình cảm, lừa tiền bạc của người ta. Cậu xem có ai giống cậu không? Đây là việc người đàn ông nên làm sao hả? Cậu có biết cậu làm vậy sẽ chịu quả báo thế nào hay không hả? Trả giá đắt đó. Tôi hỏi cậu nè, cậu có từng nghe câu nói này không? Người làm gì trời đất biết. Dương Lan chỉ vì cậu đã suýt chết đó. Cậu có biết cô ấy vừa mới ra viện không? Cậu còn mặt mũi tới đây la hét đòi hỏi này nọ cái gì? Yến Tử, tôi thì không ngờ lại là anh. Lúc nãy tôi nghĩ không biết ngoài cửa là tên khốn nào, mở cửa ra lại là anh Thẩm Thiết Quân. Tôi và chị anh là bạn tốt, mỗi lần gặp anh có biết tôi nghĩ gì hay không? Tôi luôn nghĩ anh là người tốt, sao anh lại làm ra việc này? Đúng, chúng ta là người tỉnh lẻ tới nơi này, phải đi làm thuê kiếm sống cũng không dễ dàng gì. Tôi chỉ là con gái nhưng mà tôi còn có thể kiếm tiền bằng cách trong sạch, không hề sợ vất vả. Anh là đàn ông sao lại như vậy chứ? Sau này làm sao đối mặt với chị của anh đây? Tôi cho cậu biết Thẩm Thiết Quân, nghe xong những lời này cậu biến đi, đi ngay. Nếu cậu là đàn ông thì ngẩng cao đầu và đi khỏi đây ngay đi. Cậu nghĩ cho kỹ về những việc cậu đã làm đi. Tôi hy vọng cậu sẽ sống cho thật đàng hoàng vào, là người đàn ông thật sự vào. Thiệt ra Thẩm Thiết Quân này không tệ tới vậy đâu. Chuyện của Dương Lan tôi cũng vừa mới biết. Phiền cô Yến Tử thay tôi chăm sóc cô ấy. Lần này tôi tới chỉ muốn nói câu xin lỗi. Lời xin lỗi thực sự từ đáy lòng của tôi. Làm gì vậy? Mình nói nè, không được quá vui quá phấn khích nha. 3, 2, 1. Bà chủ Châu, thấy sao? Có vui không? Mình và Tiểu Hồng dọn cả ngày đó. Đúng đó chị, tụi em dọn lâu lắm đó. Hôm nay chị Trung Đề đã đổi hết thiết bị thành đồ mới rồi. Thấy sao? Gì vậy, cậu khóc cái gì? Nghe mình nói nè, mình tìm mọi cách để tìm tên chủ chó đòi cậu bồi thường. Anh ta nói là không sao đâu, đền vài ngàn tệ là được. Đống thiết bị này tốn biết bao nhiêu tiền chứ. Không sao, mình mua rẻ chỗ bạn mình thôi. Rẻ lắm, sau này kiếm tiền trả mình đi. Được rồi mà Trung Đề, đúng là tình yêu của mình. Tình yêu mình đánh mất lâu nay. Được, tình yêu đánh mất lâu nay. Nghe nè, giờ chúng ta thả bóng bay đi, chứng minh chúng ta tái khởi nghiệp, sau này làm ăn phát đạt, được không? Ba có thể mở cửa lại rồi. Tiểu Hồng, cảm ơn em. Cảm ơn gì chứ, gì em phải làm mà. Được rồi, mau đi thôi, chui lên đi nào. Chúng ta đứng đây, thả bóng bay đi. 3, 2, 1, làm ăn phát đạt. Anh Vu tới rồi sao? Họ đang ăn cơm. Vậy sao? Cô chủ, anh Vu tới rồi. Vu Bân, anh ăn cơm chưa? Mau ngồi xuống ăn đi. Anh ăn cơm rồi. Ăn rồi sao? Sao vậy? Có chuyện gì sao? Là như vậy. Tôi, gia đình tôi gặp chút chuyện nên tôi đã bán nhà rồi. Khoảng thời gian này tôi chưa thể thuê nhà cho mình, nên tôi muốn ở nhờ nhà chị vài bữa. Sao lại nói ở nhờ? Anh cứ coi đây là nhà mình đi, muốn ở thế nào cũng được. Đúng lúc cả hai anh em tới bầu bạn với tôi vui còn không kịp nữa đó. Sao đang yên lành anh lại bán nhà vậy?
Một hai câu nói không thể nói hết được đâu. Được, tôi không hỏi nữa. À phải rồi, mấy hôm nay người kia có tới không vậy? Không có, từ lúc chửi anh ta một trận thì anh ta không tới nữa. Có Yến Tử ở đây, hắn không dám tới đâu. Yến Tử, cô ở đây thiệt là tốt. Cô coi, cô vừa biết nấu ăn, lại biết làm tôi vui. Thật tốt, cảm ơn hai người. Chị ăn cơm đi chị. Được, cô cũng ăn đi. Anh có ăn thêm chút không? Tôi không ăn, không ăn đâu, được rồi. Không sao chứ, nãy giờ đợi lâu rồi, có mệt không? Ta sắp tới rồi. Chị. Có chuyện gì mà nhất định phải gọi em tới vậy? Đứa bé này không phải là con của anh hả? Là tôi tự tạo ra đúng không? Là chị kêu cô ấy gọi điện cho em tới đây đó. Cậu có biết là cô ấy có thai bao lâu rồi không? Bụng cũng lớn quá rồi, vậy mà chưa đi khám thai lần nào hết. Cậu nói đi, nghe có mắc cười không hả? Lúc nãy bác sĩ nói rồi, là thiếu dinh dưỡng, huyết áp thấp đó. Cậu coi đi, con bé ốm đến như vậy mà. Đừng có trốn tránh nữa, chị đang nói chuyện với cậu đó. Em đang nghe đây. Bây giờ cậu đã khôn lớn trưởng thành, còn cao to khỏe mạnh nữa hả? Có phải cũng nhỏ xíu trong bụng mẹ rồi mới lớn như vậy hả? Có đúng không? Nếu như cậu không nghĩ cho mình thì ít ra cậu cũng phải nghĩ cho đứa bé ở trong bụng đó chứ. Đó là con của cậu mà, cậu có biết chưa? Alo, Đại Lưu, là có chuyện gì vậy? Alo, Yến Tử, cô đang ở đâu đó? Tôi đang bận, anh cứ nói đi. Con trai tôi đã về nước rồi, tối nay chúng ta cùng nhau ra ngoài ăn cơm nha, được không? Ăn cơm thì tôi không có thời gian đâu, vì mấy hôm nay tôi bận lắm đó. Có phải là nhiệm vụ của tháng này chưa hoàn thành không? Cô nói xem, còn thiếu bao nhiêu doanh thu? Tôi sẽ mua hết cho. Cảm ơn anh, không phải là chuyện có thể giải quyết bằng tiền, tôi phải tự làm thôi. Vậy thì thôi, tạm biệt. Sao vậy? Mùi khét quá. Xem ra món cá chua ngọt không còn nữa rồi. Thôi đi, ba gọi đồ ăn bên ngoài đi. Đại Lưu, ba muốn ăn mì Ý hay là ăn pizza đây hả? Con trai à, ba nói cho con nghe, cuộc sống không tránh được khó khăn, ngựa cũng có lúc hụt chân chứ. Con cứ ở ngoài đợi một lát, lát nữa sẽ có thôi hả? Đi 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 đi, đi đi. Trời ơi, Đại Lưu à, có chuyện gì nữa? Tôi muốn hỏi cô, món cá sốt chua ngọt nấu như thế nào? Sao tự dưng anh lại tự mình vào bếp vậy? Trời, chuyện là vậy, tại con trai tôi muốn ăn vào những thời điểm mấu chốt, không thể nào để thua được. Vậy anh bỏ cá vào chảo chiên một lát, chiên xong thì đổ nước tương vào. Sau đó thì hầm một lát, thấy cá chín thì cho thêm đường và cả giấm nữa, anh hiểu chưa? Phải cho bao nhiêu giấm và bao nhiêu đường mới được? Quên mất, còn có một cách đơn giản hơn nữa, là chiên cá trước, sau đó pha hỗn hợp giấm đường tương rồi mới đổ vào cá hầm, anh hiểu chưa? Vậy thì phải chiên bao lâu đây? Trời ơi, tôi giới thiệu cho anh một cách cực kỳ đơn giản, đảm bảo con trai sẽ hài lòng luôn đó. Được đó, được đó. Bây giờ anh mở điện thoại ra, sau đó tìm các bình luận trên mạng, chọn cửa hàng ăn ở gần nhà anh nhất, xem họ có bán cá sốt chua ngọt hay không, rồi gọi điện thoại cho họ. Xong rồi. Được rồi, tôi đã hiểu ý của cô rồi. Vốn là như vậy mà, anh tự mình chiên một quả trứng còn không xong nữa mà. Anh làm sao vậy, muốn thử thách bản thân hay sao? Được rồi, tôi không nói với anh nữa, tôi đang bận lắm nha. Tạm biệt, tạm biệt. Được, chào cô. Con đã nói mua ngoài từ đầu rồi, ngon tới vậy mà. Ba thật không hiểu nổi, tại sao mặt con lúc nào cũng như vậy, cứ như là ông cụ non. Những nơi cần đi, ba đã đưa con đi,
Những nơi cần chơi con cũng đã chơi hết rồi, tại sao vẫn không vui vậy? Chừng nào ba cưới vợ. Hả? Bà nội đã nói rồi, ba phải tìm được bạn gái mới được quay về. Bà nội còn nói gì nữa không? Bà còn nói nếu ba không cưới vợ, bà chết không nhắm mắt. Ba thật sự không hiểu. Lúc ở nhà con cãi lộn nổ trời nổ đất với nội cả ngày luôn, nhưng vừa nhắc tới vấn đề của ba, hai người lại thống nhất như cùng một đội vậy. Là vì cả ngày ba cứ đi chơi với con, phục vụ chuyện ăn, chuyện uống, chuyện chơi. Còn chuyện lớn thì không lo, bà phái con tới giám sát ba, giúp ba tìm bạn gái á. Nhưng con là con nít, liên quan gì tới con chứ? Đó là mẹ kế của con, đương nhiên phải vừa mắt con rồi. Con và bà nội đang ép ba đó biết không? À đúng rồi, bà nói là bà trẻ lại muốn giới thiệu bạn gái cho ba. Chị nào ba gặp mặt vậy? Thì tối hôm qua ba đã đi gặp mặt rồi còn gì nữa. Thiệt ra ba rất bận, cả ngày phải đưa con đi đông đi tây nữa mà. Con không cần ba đưa đi chơi đâu, ba cứ việc lo cho ba đi, con sẽ giúp cho ba tìm bạn gái. Giờ ba nhiều tuổi như vậy rồi, chuyện lớn đời người bà lo cho ba không nói đi, còn khiến cả con lo cho ba nữa. Ba đừng có trốn tránh, mau hẹn hò đi, ngày mai con đi gặp mặt cùng ba có được không? Được rồi, ông cụ non. Trời ơi, gọi lúc nào không gọi. Mình mới ngồi xuống nghỉ thôi. Alo, Đại Lưu. Alo, Ý Tử. Bây giờ cô có rảnh không? Mấy hôm nay tôi vẫn còn bận, tôi phải giúp anh tôi. Đến thời gian ăn cơm cũng không có luôn sao? Nè, sao anh nhất định phải hẹn tôi ăn cơm vậy hả? À, không phải, không phải. Ngày mai tôi lại phải đi gặp mặt nữa. Tôi thiệt là không có thời gian, anh sợ lỡ trèo lên lưng cọp. Không xuống được hả? Thì là vậy mà, là bà dì tôi nhất định ép tôi gặp mặt đó. Vậy anh đi đi. Sao anh lại nghĩ lần nào hẹn hò cũng không hợp vậy? Biết đâu lần này anh gặp tiếng sét ái tình thì sao? Biết đâu tôi làm hỏng chuyện của anh. Nhưng mà bây giờ tôi mắc chứng sợ hẹn hò rồi, cô biết không? Đại Lưu à, không trải qua mưa gió sao có thể thấy cầu vồng. Anh cứ mang hy vọng tốt đẹp đi. Tôi thực lòng chúc phúc cho anh. Tạm biệt. Tạm biệt. Tới liền. Cậu làm sao vậy hả? Chết mình rồi. Mới sáng ra cậu đã gọi cho mình làm cho mình sợ chết đi được. Sắc mặt xanh lắm. Có chuyện gì mau nói đi. Hả? Mình đằng khăn đỏ hơn 20 mấy ngày chưa thấy tới. Hả? Của ai vậy? Du Bân hả? Nè, cậu không có giấy phép lái xe, lại còn không cài dây an toàn. Không có. Là tại hôm ly hôn mình uống nhiều quá. Chỉ có một lần thôi. Một lần thôi, thiệt đó. Nè, nhưng thứ này cũng sẽ chậm nếu như tâm trạng căng thẳng hay không được vui mà. Hả? Nàng khăn đỏ của mình chắc đôi khi cũng đỏng đảnh chứ. Ngoài ra còn có những lúc trong người thay đổi nội tiết cũng sẽ ảnh hưởng thời gian xuất hiện của nàng ấy nữa. Mình đã 30 tuổi rồi, giờ mình là gái già lắm rồi đó. Lẽ ra phải vào phòng khám hiếm muộn mới đúng chứ. Làm sao có thể
chỉ một lần mà đã có rồi. Chúng ta đối diện với thực tế một lần có được hay không hả? Có hay không thì cậu cũng phải thử hả? Ngồi đó than thở suốt cả buổi vô dụng. Giờ mình đi mua que thử thai về coi sao. Chỉ một lần. Mình đã nói đầu óc cậu có vấn đề hay là tại sức khỏe của tên kia quá tốt? Bây giờ phải làm sao đây? Cậu nói đi, bây giờ phải làm sao? Mình gọi điện thoại cho hắn. Ê, 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 ê. Mình phải cho hắn biết tính nghiêm trọng của việc này. Trời ơi, thôi, đừng có gọi nữa. Biết đâu không phải thì sao? Cậu đừng có tâm lý trốn tránh như vậy có được hay không? Giờ không gọi điện thoại thì làm sao đi? Không đâu, chuyện này không thể nói qua điện thoại. Để mình hẹn gặp anh ta. Nhất định phải nói đó. À, chào cô. Cho hỏi Du Bân có ở đây không? Là anh Bân hả? À. Nghe nói gần đây trong nhà có việc gì nên anh ấy không tới. À, cảm ơn. À. Con trai của anh dễ thương quá, giống anh lắm. À, cô có thích con nít không? Dạ thích chứ. Tôi là người có nhiều tình cảm. Hồi tôi học đại học đó, còn phụ đạo môn tâm lý trẻ nhỏ đó. Thiệt hả? Vậy thì tốt quá. À, tôi nghe nói anh có công ty ở Mỹ hả? À. Và hai siêu thị lớn nữa. Vậy chắc anh thuê nhiều nhân viên lắm. Anh không có nợ nần gì chứ? Việc đó vậy thì tốt, vậy thì tốt. À đúng rồi, nếu như tôi kết hôn với anh, bao lâu thì sẽ lấy được thẻ xanh? Về việc này thì ý tôi muốn nói là nếu như sau này tôi lấy anh rồi, nhất định sẽ phải sang Mỹ sống. Nhưng mà bên này tôi còn ba mẹ nên cần có người chăm sóc, còn chi phí nuôi dưỡng ba mẹ tôi nữa. Anh nên nghĩ chu toàn giúp tôi. Đúng 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 đúng, ba mẹ thì cần phải phụng dưỡng chứ. Trời ơi, ở đây có con ruồi. Trời ơi, lại có một con nữa. Đồ của tôi hàng hiệu đó, của hãng Burberry. Xin lỗi con, để con làm cho. Để sao con nít lại như vậy chứ? Xin lỗi con. Sao giáo dục quá vậy? Không thể là con nít sống ở Mỹ được, chẳng có chút giáo dục gì. Thiệt là. Cô không cần phải nói nữa, Burberry là cái gì chứ? Tôi đền cho cô là được chứ gì. Bao nhiêu đây đã là quá đủ rồi. Nè con trai, đi thôi. Bạn thân yêu, sẽ có ngày mình sinh một đứa bé, sau đó thì nuôi nó lớn lên. Nghĩ mà thấy hoảng sợ rồi đó. Đúng vậy, phiền hơn nuôi con chó nhiều. Dù gì cậu còn biết nuôi chó, mình thì đến nuôi chuột, chuột còn chết. Chăm sóc con nít phải như vậy, từng chút một. Giống như nuôi whisky vậy, lúc đón nó về là chưa đầy một tháng, bây giờ đã lớn rồi. Bạn thân tỉnh lại giùm đi. Giờ cậu sẽ nuôi một đứa bé bằng xương bằng thịt, không phải là một con chó, một con mèo. Cuộc sống của cậu sẽ hoàn toàn thay đổi vì nó đó. Cậu đừng có manh động biết không? Nghe lời mình, cậu gọi Du Bân đi. Hai người cùng nói chuyện cho nghiêm túc. Mình nghĩ thêm đã, đợi nghĩ kỹ rồi tính tiếp. Trung Đề, cậu hứa với mình đi,
Trước khi mình suy nghĩ xong, cậu không được nói với bất kỳ ai, kể cả Dư Bân, đặc biệt là anh ta. Cậu thề đi. Sao mình lại phải thề nữa? Hết người này tới người khác bắt mình thề chuyện gì cũng thề, bị nghiện thề rồi hay sao? Nếu như cậu nói ra, tình bạn 20 năm của chúng ta coi như bye bye. Thôi được. Này con trai, lúc nãy con không sao chứ? Không sao. Đại Lưu, con không thích người phụ nữ hôm nay. Cả hôm nay và cả hôm trước nữa con đều không thích. Ê, còn ngày hôm kia thì sao? Cô đó đâu có để ý tới ba đâu. Con không thèm nghĩ nữa. Con thấy mấy người đó toàn là thực dụng, chỉ nghĩ tới chiếc đồng hồ của ba bao nhiêu tiền, cái bóp da đó bao nhiêu tiền, tính xem ba có bao nhiêu tiền, hoặc làm ra vẻ người thanh cao sang trọng cứ lên mặt với con. Chưa cưới vào nhà mà đã ra điệu bộ bà chủ rồi. Con ở trường học cả ngày, học những điều gì vậy? Suốt ngày học yêu sao? Trường học ở nước ngoài thiệt là đáng lo ngại. Kinh nghiệm yêu đương của con còn nhiều hơn ba đó. Ba phải nghe con. Hơn nữa, ba đang tìm mẹ cho con, đương nhiên người đó phải hợp với con rồi. Ba biết rồi, ba biết rồi. Năm nay không tìm được thì năm sau. Nói tóm lại, ba sẽ không tìm đại một người về làm mẹ kế của con mà ngược đãi con đâu. À, Đại Lưu, chúng ta tới nhà chị Thanh Thanh xem chó đi. Trong lòng con đang có kế gì vậy? Con cũng thích chị ấy đó. Ba xem, dịu dàng, lương thiện, lại hay thương người. Ba cũng thích chị ấy còn gì. Vậy con phải hứa với ba là không được ăn nói linh tinh, thì ba mới dắt con tới đó. Cái khách, con đâu phải là ba. Gặp phụ nữ là không biết nói gì hết. Đi thôi. Ông cụ non. Chào chú. Chú có biết chị Thanh Thanh ở đâu không? Ở trong đó đó. À, cảm ơn nha. Chị Thanh Thanh. Ủa, tiểu soái, sao em lại tới đây vậy? Chúng tôi em tới thăm con vàng, nhưng Đại Lưu lại muốn thăm chị á. Ơi, cái thằng nhóc này, tối ngày chỉ ăn nói lung tung thôi. Vậy là tốt mà. Tôi thấy mối quan hệ ba con của anh rất tốt. Anh cũng không nên xa cách với con cái. Đúng vậy. Chị Thanh Thanh ơi, em đưa nó ra ngoài chơi được không? Được chứ, cũng tới lúc đi dạo rồi. Tiểu Trương à. Dạ. Anh giúp tôi đưa tiểu soái đi dạo cùng con vàng ha. Được, đi thôi. Đi mau đi mau đi. Cẩn nha. Thận nha. Đại Lưu, giờ đây ngồi được. Đi. Anh uống nước nha. Được, cảm ơn cô. Coi hôm nay Du Bân rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi. Ở trong nước, tôi chỉ có hai người bạn là cô và anh ấy. Được chứ. Cô sao vậy hả? Sao tôi thấy cô có vẻ không được vui? Cãi nhau với anh ấy sao? Hay là có vấn đề gì khác? Không có. Đại Lưu. Một mình anh nuôi con chắc không dễ dàng gì. Tôi hả? Không lo nữa. Bây giờ nó lớn rồi, việc gì cũng có ý kiến của riêng mình. Mặc dù trường học nước ngoài không yên tâm, nhưng khả năng tự giải quyết rất tốt. Tôi không cần phải lo nữa rồi. Nói cũng đúng. Tiểu soái rất thông minh. Cũng may là tôi còn có tiểu soái ở bên cạnh. Đừng thấy cái miệng của nó luôn tí lia, thật ra nó rất hiểu chuyện đó. Mỗi lần nó thấy tôi không được vui là tới nói chuyện với tôi, lên lớp cho tôi, lại còn ép buộc tôi ra ngoài luyện tập thể thao. Nó còn ép tôi dùng máy vi tính nữa chứ. Thằng bé này thiệt là đáng yêu. Tôi biết tiểu soái, nó rất là hiểu chuyện. Sau khi tôi có đứa con rồi, tôi mới thấy tuyệt vời. Có lúc thấy rất phiền phức, nhưng nhìn thấy con mình cứ lớn lên mỗi ngày, mỗi ngày một dáng vẻ, trong lòng cô sẽ cảm thấy rất vui, rất hài lòng và rất thỏa mãn. Thanh Thanh à, chắc cô không biết đâu. Từ lúc nhìn con còn chưa biết đi, ngã sấp ngã ngửa, cho tới khi lớn lên cái gì cũng biết, tôi có thể nói là một quá trình rất kỳ diệu. Có lẽ phép so sánh này có thể không phù hợp lắm, nhưng nên nói như vậy. Thật ra thì phiền não và niềm tin khi nuôi con nít, nếu như đem so sánh với nuôi chó, thì phiền não và niềm vui lớn hơn nhiều. Phiền não lớn gấp 10 lần, nhưng mà niềm vui lớn gấp 100 lần nữa. Đúng vậy. Anh hy sinh vì con cái, con cái sẽ báo đáp lại, là chỗ dựa cho anh. Đúng đúng đúng, chính là ý này nè. Chỉ là tôi không biết tôi có đủ khả năng làm một người mẹ tốt hay không. Thanh Thanh à, chắc chắn cô sẽ là một người mẹ tốt.